Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com xin giới thiệu với các bạn một cái bộ sản phẩm dùng để rửa xe, vệ sinh điều hòa bằng cái máy bơm áp lực 12V 120W, model là 3210. Công suất 120W, có tay sách và quạt gió. Sử dụng cái súng xịt rửa loa đỏ, có thể xịt rửa xe, vệ sinh điều hòa hoặc là dùng để tưới lan. Mình giới thiệu bộ sản phẩm này như sau. Thì đầu tiên là nó bao gồm một cái máy bơm áp lực cao cấp. Dòng bơm này là dòng đầu vuông 12V 120W với cái lưu lượng max là 10 lít trên phút. Áp suất tối đa là 1,3 MPa. Một cái đầu nguồn 12V 15A. Thì các bạn chú ý là đây là cái đầu nguồn phù hợp với máy bơm. Các bác khi sử dụng với máy bơm 120W thì cứ sử dụng những cái nguồn có công suất 15A trở lên. Nếu như cái nguồn 10A thì nguồn nó sẽ bị hỏng, bị cháy, không được. Còn các bác nào có nguồn to hơn càng tốt. Cứ miễn là 12V, công suất cứ từ 10A nó dòng ra là 15A trở lên. Một cái cuộn ống da. Cuộn ống da thì bên em có thể bán là 5m hoặc 10m tùy các bác nhu cầu. Một cái súng xịt rửa loa đỏ. Ống vào 1m2. Bác nếu cần dài hơn thì có thể là yêu cầu 2m. Thì hoặc là 3 mét hoặc nhiều hơn nữa tùy. Thì cái số tiền nó sẽ là tương ứng với lại số mét ống. Sau đây thì em sẽ cắm điện để test bộ sản phẩm này. Điện để đấu nối sẵn rồi. Máy bơm này thì có cái cầu chì của đường dương vào này. Khi cháy cầu chì chúng ta có thể thay. Đó, đấu vào nguồn. Thì trên nguồn này có LN là đấu vào điện 220V. Còn V cộng V trừ là đấu vào nguồn của máy bơm. Tức là đấu vào máy bơm. Em sẽ cắm điện. Đó. Nguồn sáng là các bác nhá. Thì lúc này thì máy bơm nó đang ngắt bởi vì là tay bóp của em đang bóp thì nó ngắt. Giờ là em sẽ test máy bơm một cách là nhả cái tay bóp này ra. Rất mạnh các bác ạ. Tay bóp này chúng ta có thể điều chỉnh dạng tia, dạng xương bằng cách là chúng ta nhả nhả cái tay này, nhả ra thì dạng dạng xương nhá. Bóp càng bóp vào thì ra đằng kia đó rất là hay luôn. Rất mạnh. Con bơm này có cái đặc điểm đó là áp lực rất là cao, nhưng cái nhược điểm của nó đó là do cái cấu tạo buồng bơm như thế này thì nó sẽ tạo ra cái tiếng ồn, tiếng kêu, nhưng mà đó là cái đặc trưng của cái dòng bơm áp lực rồi. Còn các bác muốn bơm chạy êm thì lấy cái dòng 2800. Tuy nhiên dòng 2800 thì so với dòng này nó lại không có quạt gió. À, áp lực của dòng này thì nó nhường 1,3, còn dòng 2800 là 1,2, tức là cái dòng này nó sẽ nhỉnh áp lực hơn một chút. Nhỉnh hơn một chút thôi, không đáng kể là bao nhiêu cả, nhưng mà đổi lại là nó kêu hơi ổn. Thì em nghĩ là nếu chúng ta dùng để vệ sinh điều hòa thì rửa xe thì nó ổn chút không sao, không vấn đề gì cả. Rất mạnh nha các bác nha. Con này thực sự quá ok luôn. Chúng ta có thể thay đổi dạng tia, dạng xương để chúng ta lúc vệ sinh điều hòa ấy là chúng ta theo ý muốn. Ví dụ như thế là cần cái độ tỏa ra thì chúng ta có thể nhả tay ra một chút để ra xương như thế này này. Đó. Hoặc là chúng ta bóp bóp mạnh, bóp sâu vào thì nó ra dạng tia, áp lực nó sẽ nặng hơn. Và video này thì em xin kết thúc tại đây. Để mua hàng thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác.